cái tai nó rất là mỏi. Mọi lần thì khó chịu lắm, thậm chí có lần là phải tiêm B12 thì các thứ tại chỗ tiêm trực tiếp đấy. Thế bây giờ từ hôm đi học, bây giờ tôi về tôi làm này, tôi dùng cái cây giò đấy, tôi vạch theo cái gờ mày này. Đấy, hai bên gờ mày vạch cứ mỗi bên 30 cái, 10 này, xong bên 10 xong lại quay lại 30 cái, sau đó dùng ngải hơ. Ui dồi, dễ chịu ngay lập tức luôn. Mày anh ơi, hơ mày đây, mỗi hơ cái chỗ này rồi là đã hết ngay rồi. Giống ở lớp trước đi anh Tiên thì nó chỉ cần vuốt lại cho nó hai bên mày đúng không? Vạch hai bên mày, vạch hai bên mày này. Thực ra chỗ này nó chính là mấy cái việc liên quan đến cái vai đấy, nó là cái việc 34 này, 400 bao nhiêu đấy, 35 rồi là 98 97 99, đấy có mấy cái việc này thì đúng là xây vào cái việc nào thì đau. Vì nó là cái vai bên đấy nó đau. Thế thì bây giờ tôi xay xong rồi, xong rồi tôi dùng cái que giò để tôi vạch. Cái vạch, vạch thật mạnh. Sau đó hơ ngại cứu hết cả. Hơ tại lông mày. Hơ tại cái chỗ này này. Hơ tại chỗ này. Không, mình cái hơ mình phải nhìn gương. Thì và vai lên ngay. Đấy cái hôm mà nhờ thầy đấy. Nhờ thầy mà hơ vào đấy, bảo cái chỗ này nó mút nhé. Thế xong về bảo là bây giờ không nhờ ai được cả, và hơ tại chỗ được cả. Mình lại phải dùng nguyên tắc gì vừa rồi đấy nhỉ? Đây là đồng ứng, đây chính là nguyên tắc đồng ứng. Từ hôm đấy giờ cô thấy cổ vai gái sao? Đấy, thì bây giờ là thoải mái rồi, không có vấn đề gì. Nhẹ cô bị hiện tượng đến bao nhiêu năm rồi? Ôi dồi, lâu lắm rồi, phải đến hơn chục năm nay từ đi làm chị em mà còn nhờ đến mức độ nhờ anh ấy phải châm cứu phải châm cứu đấy, em châm cứu nhưng mà sau đó thì nó lại quay lại. Em cũng chỉ việc cho ông chồng châm, nhưng mà thật ra bây giờ mình được biết như thế này toàn dân châm cứu ở đây chỉ việc cho chồng châm cái cũng biết châm đấy, nhưng mà đúng là riêng cái này ông chịu khó, ông chịu khó nhất. Ông phải ngày ba lần tăng cái đầu cái ngải đấy, tăng vào bụng ấy, thì là năm giảm năm huyệt vào bụng đi. Nhờ ăn được khoảng 5 ngày là giảm đi, đo ngày hôm kia là được có 4 ngày, thì đã tăng đo được giảm 1 phân rưỡi, 109 và hôm mình đang 107 là giảm 1 phân rưỡi. Tao bảo thế sao mày sáng ra cũng dậy sớm, bảo là thế đi lăn đã rồi mới ăn. Ngày ba lần chịu khó quá nhỉ.